thấy quần quần á này, nó biết bự nhỏ ra. Ôi. Chụp luôn nè. Chụp luôn hả? Được không? Biết nữa, xôi. Chào mến chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Đài Vlog nha. Chào thầy chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Chào cả nhà. Sáng thì hai chồng thì cũng cắt cỏ đem tới chuồng rồi cả nhà. Rồi nãy giờ Tèo cũng vừa tắm bò xong. Thì giờ Tèo cho bò uống. Uống nước cám á cả nhà. Bữa nay thì trời, bầu trời rất là bình yên, không có miếng nắng nữa. Uống phút ba cây là hết rồi. Con này để sau kia á nha. Uống. Để sau cái này nó hết rồi. Mấy chú gà này đeo đeo theo nè. Vô nè ăn cám. À con đó đó. À. Mấy công việc này thường thường Tèo làm không à. Bữa nay vợ Tèo nó để vợ Tèo làm bữa. Ờ nó lớn rồi đó cả nhà. Tới. Tới. Nó mà nó tới thịt là cái cục này nó gù, nó gù cục này, nó gù luôn cái cục kế phía sau cục gù. Cái con đầu cùng thì nó không có. Nó chưa tới. Tới thịt. Khi nào mà mình nó tới thịt thì nó nổi thịt lên vậy đó cả nhà. Mình nuôi bò dỗ béo là làm gì đó. Còn hình như người ta nuôi bò cái không thấy thịt đó ha. Bò cái người ta đâu có dám cho nó mập. Vậy hả? Nó mập nó đẻ dở. Nó mập nó hay bị nhanh. Nó năng là mình, nó năng là mình thụ tinh nó không đậu. Không đậu. Ừ. Bởi vì sao nói sao mà người ta nuôi bò cái ốm. Con bò cái thì nuôi càng ốm thì nó càng tốt. Ở đây thì tao thấy kỹ thuật nên nuôi vậy ha. Bò cái để đẻ. Còn nếu mà để nó mập mà kiểu như con bò đực á, là nghe mấy anh đã chia sẻ là nếu mà nó mập như con bò đực là nó dễ bị năng. Mình thụ tinh thụ giống nó không đậu, nó không đạt. Con bò này lâu lớn đó nha. Còn ốm nhách à. Còn đó lớn. Mấy con mà cả nhà thấy cái cổ mà nó bè vậy nè là nó tới rồi đó. Thịt nó tới rồi. Con này nè, con cổ còn ốm nhách. Cho nhà coi con bò đen này nè. Bò đen này nó uống là nó uống dữ lắm. No mà nó thọ mỏi rồi nó uống là nó không thở luôn á. Không nghe nó thở luôn. Ăn hồi nó uống hồi cái nó thọt cái mỏ nó ngầm dưới đít thao luôn. Con nín thở. Uống vừa ăn cái luôn. Không nghe thở đâu. Người ta nghe thở khì khì nó không có đâu. Cạn hơi một cạn luôn. Làm hơi cạn không? Nó uống nó hắt đằng cho nghiêng đằng nó uống đó. Không nghe thở đâu hả? Vừa uống rồi vừa ăn cái luôn. Còn mình con chỉ uống hết trên mặt thôi. Ngồi nó ăn cái sao? Khúc bao dày hết thao. Còn này uống nhanh lắm nè. Bò này nó rất cao nha cả nhà. Cái phía sau lưng của nó ngay chỗ cái mông đó là tại đứng là ngang cái lỗ mũi Tèo luôn đó. Ngang lỗ mũi Tèo thì chiều cao nó tầm cỡ khoảng cũng chắc cũng gần 1m6 á. Cho uống nước cám xong rồi ông xã rồi chụp cỏ vô cho bò ăn. Thế là công việc buổi sáng này xong rồi cả nhà. Hả? Mít biết có chén thì đứng đây bên mùi thơm. Vậy hả? Mít nào? Biết nữa. Cái mùi thơm không biết sao. Để hồi đi kiếm kiểm tra hai cây mít cả nhà. Còn hai cây mít nha. Gió phát phát thơm. Nghe nói có mít chín cây nguyệt ca nguyệt coi liền cả nhà. Nghe thơm ở đây anh ơi. Thơm ở đây. Ừ. Ở đây nhưng mà chừng 20 trái vậy cả nhà. Mình đeo lên thử đi. Có khi nào chín là 2-3 trái không ta? Bún hả? Có cần lấy lên hái không? Bẻ hả? Sao ngã Tèo xuống mương cái gầm luôn đi. Đi theo cây mít luôn. Hả? Cái này nè. Nó u nặng quá vậy ta. Sao da xấu quá vậy cả nhà? Thơm quá. Trái màu. Thơm lắm cả nhà ơi. Điện trái không? Trái màu. Con trái này có nhỏ xíu mà thơm với ta. Trái này như ra trước nè. Vậy trái hả? Đầu tiên. Thơm. Thơm. Về nhà mẫu nó ra. Đi qua thăm cây mít này thử coi có không? Nè. Cây mít kia. Ghé thăm cây mít này. Trời
Chắc không chín nè. Mít này vậy mà nó mang 3 trái. Trái tròn tròn không nha. Chưa em ơi. Mít mà tròn như trái đó, đó là muối. Mít này mít lượng. Chưa chín hả? Chưa chín. Chắc già đó ha. Già. Chín lại bún biết. Buổi sáng ở miền quê, khí hậu trong lành luôn cả nhà. Trên trời có mây nè, cho nên ở dưới ánh sáng nhưng mà không có nắng nha. Hôm nay cây dừa cái dáng đẹp của ông xã Nguyệt nè. Có lưỡi mèo. Lớn quá trời luôn nè. Có lưỡi mèo luôn. Đó, lưỡi mèo đó. Ờ, lưỡi mèo là ra buồn đó hả? Ừ, 2 cái à. Ồ. Lưỡi mèo là chuẩn bị ra nở bông đó. Ừ. Chuẩn bị có trái ăn rồi cả nhà. Phía bên kia thì cây dừa hai đọt cũng phát triển dữ lắm nha. Nó quỵ xuống cái trong thân á, nó mọc ra rễ nè cả nhà. Đang nuôi cây á, tốt quá trời luôn. Hai cây mà cũng song song bằng như là một gốc mà một cây vậy cả nhà. Đọt cũng bự lắm. Sau khi lo cho bò xong rồi cả nhà. Em xã đi kiếm mồi về cho gia đình ha. Nay thì tiếp tục đặng cái lú kéo chài cả nhà. Lâu rồi cũng không có về mương nhà kéo cả nhà. Không biết là cá mình bị lớn rồi. Còn không nữa. Có mấy đám mưa không quá trời lớn, không biết nó có đi không. Hôm nay mình kéo coi cá được bị lớn, với lại nếu bự thì mình bắt về. Kẹt mồi mình cũng đổi gạo luôn. Cây này thì đo ngang cái mương thằng hồi kéo bữa nay một mình một nữa. Nhớ lần đó kéo có bút quay nó cười quá ha. Hai chồng kéo có bút quay cũng đỡ cả nha. Bây giờ hai bé thì đi học hơi bị gấu chút xíu, là tại vì buổi sáng thì đi học chính thức cả nhà, ngày học 5 tiết tới 11 giờ một mấy mới về nhà. Rồi buổi chiều á thì tới tháng hình như là tới 20 tháng 11 là hai bé cũng lớp á, có chương trình như là đăng ký nhảy hoặc là hát đó, thì hai bé cũng tham gia như là phong trào lớp nhảy đó, tập nhảy, cho nên đi học về nghỉ ngơi chút xíu bắt đầu đi sẽ đi học nhảy nè, cho nên không có thời gian đi chung với Nguyệt để quay cho Nguyệt. Với lại nhiều khi tập vợt đó, rồi nhiều khi dắt tầm chiều á, cũng hai bé cũng không có nhà nữa, nên hai chồng cũng tự quay. Thì tới chiều á, 5 giờ về thì ăn cơm chung. Để chừng nữa tới khi mà hai bé mà như là mình đăng ký xong rồi, hình như là ở trường cũng cho mà kiểu tập thi thử á cả nhà, xong rồi chọn những cái lớp mà nhảy đẹp á thì sẽ cho biểu diễn ngày lễ đó. Thì nếu mà hai bé mà có lọt vào vòng trong đó thì mình cũng sẽ quay chia sẻ cho cả nhà mình. Chị hai thì không biết sao nhưng mà bé Út thì hay về kể lắm cả nhà, kể là con nhảy nhìn thấy được hay sao, mạnh mẽ hay sao á, cô kêu con là lên cái bàn đó nhảy mẫu cho các bạn nhìn thấy. Bé Út thì ở nhà như vậy đó cả nhà, rồi vô lớp cũng mạnh mẽ vậy luôn chứ không có gục ghè nha. Nhiều khi còn nói con dơ tay hoài luôn mà thầy không kêu. Thầy không kêu mà cũng về nói với mẹ nữa, quán vốn mẹ nữa. Tắn vậy rồi đi ra tút đầu ngoài kéo ra anh. Chứ người ta ngang không thấy xôi đâu. Tắn ngang vậy nè. Mình kéo tới là mình sụp mình chài nó ngang luôn. Mấy lần trước không biết tắn xôi á, cái cá nó còn dựa lại chạy qua được. Bây giờ mình cũng cúp máy để đi ra xách miệng chài, đi ra ngoài đó để ông xã mình kéo.
Mít người trồng cũng được bơi lớn này cả nhà. Trồng hai loại mít. Mít tô nữ thì còn được có vài cây, còn như là mít Thái không à. Mít mít Thái mà hình như là mít sơ vàng ruột đỏ. Ông xã ngoài thì đi bọc vòng đường đó đó. Qua tới đầu mương kéo kêu ở đây luôn. Không có đi động cái mương này cả nhà. Giờ ông xã ngoài kéo cũng gần được nửa mương rồi nè. Có đụng gì không anh? Không có đụng gì chứ. Quá chặt cỏ rồi. Kéo không có sát mé được. Đất mình có nuôi bò đó, cái mình hay để cỏ thôi nha. Hơi bị tùm. Còn gì giật hết chứ. Không thấy phóng luôn. Đó. Đó. Vậy. Có phóng. Rồi cái đầu nó mới có cá phóng. Ừ. Giờ nè, anh đi cái mương xa quá thì nó chỉ lội băng băng thôi. Là làm cái lú nó ụt nhóc đó. Nha. Đưa cả nhà đi ra trước. Hả? Vô lú luôn. Ừ. Động cái lú rồi anh ơi. Động lắm rồi. Động nước cả nhà. Mưa này kéo không bằng mưa ngoài ruộng ha. Ừ. Ruộng kéo cái linh nó nhảy. Chứ cái linh động nước nó nhảy à. Mưa này không thấy cái linh. Ừ. Cá nhào luôn trời. Cái tại không? Tại vì nuôi chung cá chê. Cá chê nó chiếm cá nhỏ hết. Rồi. Nó, cá linh này vậy? Không. Thôi vô cá gì vậy? Chứ cái tật cái gì vậy? Cái này nè. Tiêu. Cái ngựa này đằng kia. Có gì không mà không thấy nhào luôn á nha. Hổm cũng mưa, nước ngập, tràn bờ. Mưa, nước nước. Còn cái nhà đó. Rồi kéo thưa cá bự không không thấy giật không thấy gì trơn. À, cá này nó dính ở ngoài nè. Rồi xe phóng luôn kìa. Thấy quận quận á này mà biết bự nhỏ ra. Ôi cá phi gì vậy? Ồ cá phi. Cá phi cá đầu ký rồi, cá linh hết cái bự rồi. Ồ cá linh hả? Cái rảnh linh dưỡng cá dưỡng cá gì không rửa hả? Cũng cái dạo đấy mình nó rớt nhắm con không nghe lấy cái xô là hả vậy không ăn coi kệ đi cho nó rớt rớt mương gì rớt mương nó rớt cá bự thì sao dễ gì rớt cá bự vậy đó trời vô tép nè sau khi tép mà nó cũng vô cao nữa ông xã Nguyệt rửa xong rồi nè cả nhà mình sẽ thu hoạch nha. Cá điều hồng khôn quá cả nhà. Kéo nó chuối vậy nó không vô. Tại mương mình luôn tuần á. Nó chạy. Trắng đây cũng tròn đó. Trắng vậy. Hả? Chỉ trắng. Trắng. Còn nhỏ. Mình bắt cá bự ăn cả nhà. Thì nhỏ thả lại. Cá cá phi. Cá phi là lụm chứ không có thả. Cái rảnh nè, lấy chưa có thạch đó. Cá linh nè, cá linh chưa? Cá linh tròn vo ha.
cái mương cỏ quá cả nhà, kéo không cắt mé được, cái mương cá nó lòn ra sao được. Còn cái rãnh nó có tặc nè, bị gì này, chắc bị cá chê táp quá. Rồi cá chê nó ghĩa thả luôn còn cá linh ngon trời. Cá này bắt ha, bắt đi, bự nè, cá đang ngon. Dẫn thả la hả? Thả đi, con nó thả đi. Còn cái lú nữa. Lú biết có mà thấy nó nhào quá. Chéo cái miệng chài xong rồi cả nhà. Bây giờ tới cái lú nha. Dở cái lú coi có gì không? Tông hả? Con cuốn lên luôn anh. Ôi, con tôm mấy vậy? Em thấy nó đu lên đó. Tôm càng lửa. Wow, cũng nhảy gô hết trơn cả nhà. Nhảy gô quá rồi. Gô cái rãnh nhỏ lắm à. Wow. Tôm càng lửa nữa. Vậy hả? Tôm bắt không ta? Tôm bự không à? Bắt không? Không bắt thì anh để lại. Thôi không bắt đi, mời thả thằng tôm đi. Cho nó giòn giòn vô đi. Anh hai ăn cá bự đi. Mình để mương nhà thì bữa nay không bắt thì mơ mốt mình cũng bắt cả nhà. Cá lòng tông vô thì nó còn cũng còn nằm đấy hả? Cá phi nè cả nhà. Được ăn cá phi nữa. Cái rảnh hết cái rảnh này. Wow. Khôn quá. Kéo vô luôn. Cá rảnh nu nu luôn cả nhà. Cá phi vô cá linh nữa nè, vô hai ba cá linh luôn. Dạ. Vậy là cá điêu hồng khôn quá anh ơi, không vô con nào hết trơn. Vô khôn quá. Kéo nó chạy bận bận chứ. À, được con tôm. Đóng cái lòng tông nè. Đóng luôn. Ồ, còn cái bạch đất nữa nè. Dạ. Cầm tét luôn. Cái lòng tông bay hả? Tông bay không hả? À? Mà con cạnh bành không hả à, nè. Nè, hết biết rồi. Ừ. Để đi. Nó sống không anh? Hả, sống, bệnh bỏ. Thôi anh chút ra đi, anh chút ra cho nó đi đi. Đây đằng mời coi nó có vô đằng. Nó chết không? Anh chút ra đi. Không chết. Cái thằng tông nó nằm gì nó đâu có chết. Như mình rộng nó vậy đó. Hôm nay bắt cá bự nha. Có cá bự rồi. Cái thằng tông để đó. Có gì kẹt ngày mai ăn. Mời ra mình dở nè. Tôm thấy hay anh vậy. Kẹp cá này nè. Em phá nhất là con cá rảnh nè. Cá rảnh này cả nhà. Ủa con cá phi nào ngậm trứng em ơi. Dạ. Nó nhả trứng cho nhóc chân nè. Có luôn hả? Ok. Tròn do luôn rồi cả nhà. Cá này được chục con mà làm chả là như ý luôn. Trứng ta. Trứng đó hả? Trứng cục vàng vàng đó mà không thấy con nào ngậm cái kia nè. Con nào ngậm gặp nó thả lại. Con này quá à. Sao? Không phải. Sao như khi nhả hết rồi. Quá trời. Cá linh. Còn hai cá linh nữa nha. Hai cá linh này xứng đáng. Ngu. Con cá rảnh này ngon. Hết biết cá rảnh. Định đi bẻ gao được không? Bẻ gao thì anh phải gọng lại. Dạ. Bẻ gao khoảng 20 phút mới về cả nhà. Gọng ra gọng. Để mong đỡ cả nhà. Mình bẻ gao á. Về tới nhà nó chết nó xình. Nhưng mấy con nào ngợp nó cũng ngợp à. Mấy con nào còn sống nè. Nhưng mà nửa tiếng nó cũng còn tươi khá. Cá trời hả? Ổng đi ở phía vườn chanh nè cả nhà, đi tắt mương á. Để ý có rau cải trời nè. Tốt hả nhà. Giờ mình đi bẻ nha. Chồng này đám dữ lắm nè. Tốt quá, tốt luôn à. Tốt. Nòn ghê. Bên đó con bụi kìa, dài dài đó, mé mé. Nữa mình đi trở lại cái trời mọc nhiều. Dừa này sao trái cũng không đẹp anh.
Trời ơi, cây cái trời bển cho bá luôn kìa. Đi kiếm. Dừa này cả nhà, trồng lên cái trái bán lái chê, cái chủ vườn ta cưa. Ta cưa thì ta cũng bán được củ hủ nè. Rồi xong ta sẽ dự định trồng lại. Mình theo phía sau lưng ở bên đó nha, người ta cũng đặt lại đó. Còn cây này mới cưa chưa có đặt. Ta cũng trồng lại nha. Bán củ hủ ở quê mình thì cũng không có nhiều tiền đâu. Ta đặt lại cái bự thì giá cao, nhỏ thì giá cốt 2,1 vậy hả? 3,2. Nghe nói một củ hủ hình như là chừng 15.000 cái gì à? 15.000 là củ nhỏ này nè. Vậy hả? Còn cái dừa mà dừa ta, cái dừa ta bự là củ hủ tới mấy chục ngàn. Vậy hả? 30-40 ngàn. Ta mua về người ta nuôi đun đun hả? Thế anh nghĩ là người ta mua về nó bán mà mấy cái quán ăn nhà hàng nữa. Củ hủ dừa là bánh xèo xào rồi đó. Như là củ dừa bây giờ là cũng là đặc sản ở tại vườn, tại vì mình bán rẻ là mình kiểu mình phá bỏ cả nhà, rồi mình bán, rồi trước hết mình bán, rồi xong rồi người ta cũng người ta mua đó, người ta có nhân công, người ta lại người ta đốn luôn, chủ vườn khỏi đốn. Chim hả? Chim gì ta? Con núi. Bay quá hả? Luôn bay rồi. Em qua trước đây, hỏi em kiếm chỗ nào em qua đường qua. Xa xa nhìn anh Tèo ngồi giữa đám rau muống nè cả nhà. Để ra cái trời. Ngàn đám muống kiếm cả trời mà thấy đám muống quá trời luôn, ngồi không bẻ con muống luôn cả nhà. Em ngồi mới ngồi xuống đây ghi ngang cái gì nè. Rau muống này mà phải nở bông nhìn Tèo rất đẹp lắm. Này đâu có nở bông. Muống tháng này đâu có bông đâu. Nắng rồi. Mẹ đọt vậy nè cái nha. Mình nhỏ non nè. Đó trời đọt nó. Hai cái đọt non không cả nha. Về mình khỏi lặt nữa. Nãy nghe chị Hai nói lúc này bắp chuối quá trời luôn Tư. Không ai bẻ. Không ai bẻ hết trơn, quá trời luôn. Nghĩ cũng muốn ăn bắp chuối. Ngồi bẻ bắp hay bắp vậy? Hồi bẻ bắp chuối về ăn cả nhà. Bắp chuối mình cũng luộc chấm cũng ngon. Lâu rồi không ăn nghe nói cũng thèm. Đọt quá trời ha. Kiếm đọt non non. Cho em bẻ được đọt non thôi. Nó đọt mà nó dao dao gì nè. Đang nó mềm. Ở bên đây nè cả nhà. Mùi sẽ cúp máy, bẻ hơi tiếp ông xã. Nhìn nè, ông xã luôn. Rồi, đi bẻ thêm bắp chuối nè. Ăn rồi, qua trước đi. Đi đúng đúng. Hai bắp chuối một chỗ luôn. Chụp luôn hả? Chụp được không? Biết nữa thanh chui. Có phải. Ui, hay quá nhỉ. Thử một cái nữa coi, cái nữa để chụp dính là mới hay. Nào dính nào. Chắc ăn chín chục không dính. Đó, em biết cũng dính lắm mà. Nhiều khi chụp cũng phần hên nhiều cả nhà. Nhớ chụp này nhớ có lần Nguyệt đi quay cho ông xã Nguyệt dạch ếch mà đó. Mà con ếch ở trên nó phóng xuống cái vỏ, phóng ngay ra cái vỏ luôn. Nguyệt thấy chụp đại thôi, giống như là kiểu mình tưởng tượng là mình chụp đại thôi. 99% là sẽ không dính. Mà cuối cùng 1% thôi cũng dính. Ông xã Nguyệt chân hưởng, ông xã Nguyệt nói dễ gì mà dính. Không tin luôn mà cầm con ếch dở lên hết hồn.
ở phía bên đó, ở phía bên đó hai bắp bự nữa kìa, đó bắp đó trên đó đó nên đó. Thôi ở đây gần bẻ đi, bóng mương nữa sao? Nó không ba bắp, ba bắp trời bá luôn. Xung quanh này thôi nha, còn đi dài dài nãy mình đi vô là thấy có nữa, không biết sao mà lúc này ở quê không có ai bẻ bán hết. Chú ấy qua đời ai đâu bẻ? Cũng có người bẻ đó chứ, tại vì nhiều khi người ta không có vận chuyển được đi xa được á, không biết sao thì mình không biết. Còn ở chợ thì đủ số lượng là thôi, người ta đâu có cân nữa đâu. Chợ chủ vườn ta bẻ nó đem lại. Ừ. Nhiều khi vườn ta có vậy nè cả nhà, cái người ta cũng thọc ra, ta ngồi chợ ta bán bữa chừng 4-5 bắp vậy đó, với rau cải vườn nè, thì mấy cô cũng hái đem đi bán nữa cả nhà. Đủ tiền uống cà phê. Ví dụ mà 4-5 bắp chuối đem chợ ngồi bán với mớ rau, bán cũng được, ký gạo. Rồi bây giờ về tới nhà, gia đình Tèo giờ chuẩn bị vào bếp làm cơm. Con chào cô chú. Hôm nay thì mình cũng ăn cá rồi cả nhà. Hôm nay nhiều mình sẽ chân tương nha, chân tương. Quá trời bự. Chân tương thì mớ rau này mình sẽ luộc nè, bắp chuối mình luộc luôn. Mình có mua một ít tương xay nè, với bún tàu thái, với một ít rau cần để mình chân tương ăn nha cả nhà. Hôm nay thì mẹ có khách rồi, cho nên mẹ với chồng mẹ tiếp khách. Chơi cho nên Nguyệt mấy mẹ con vô làm cơm. Ở đây mình bắt chảo dầu cho nó nóng nè, để cá mình chiên nha. Hôm nay thì có cá dảnh, cá linh, cá phi đó nha, rồi ba kỳ ha. Mình xin tương mấy loại cá đây, 1, 2, 3, 4 nha. Ở đây mình bắt miếng dầu ha, cho nó tỏi phi sẵn nè, sẽ để tương mình xào nha. Làm tương nhiều ăn cho nước nhiều, chấm rau. Mình sẽ chế một ít nước nha. Bây giờ cá chiên cũng được rồi. Cá chiên tương mình chiên vừa vàng ha cả nhà. Mình để vô tương nữa. Nước mình bắt cũng sôi nè, mình sẽ thả muối vô luộc trước nha. Nước này thì mình cũng để một ít hạt nêm với đường nha cả nhà. Mình luộc rau cho thấm đúng không? Rau muống rau cải trời cũng chín rồi nè, mình vớt ra. Vớt ra cái mình rửa bắp chuối, mình để vô mình luộc sau. Bắp chuối mình cũng rửa ra rồi nha cả nhà. Mình để vô mình luộc nha. Luộc cho nó mềm. Cái tương hột nêm là cũng vừa ăn rồi nha. Mình sẽ thả cá vô. Cá này mình chiên rồi nè. Cá vô cho nó thấm tương nha. Cái lần chiên cái bông dãy nhìn đẹp. Nó có dãy á. Mình giò. Nó thấm. Ở đây mình để gốc rau cần vô trước nha, cho nó chín cái gốc nè. Cái bún tàu này mình mua về mình rửa cho nè, rửa cho nó mềm lại cái mình cắt ra làm hai rồi mình bỏ vô. Cái phần hành lá nè, mình cũng cho hành lá vô, lá rau cần luôn để lên. Sau hồi nó múc ra dẻ mình sẽ để thêm đậu phộng ghen. Phần bắp chuối nè, nó cũng chín nè, vớt ra. Này phải luộc chấm chân tương với cá mòi cả nhà. Bắp lên nha. Cái bắp chuối này nè, khi mình ăn chay á, mình tương xào á cả nhà, tương xào dừa ha. Cái tàu hũ á, mình luộc nè, mình chấm ăn cũng ngon á. Ở đây thì mẹ Tèo sắp dưa gao ăn chuẩn bị ăn cơm. Chào cả nhà. Bắp chuối với gà muống với cá trời bắp chuối này chấm cá chừng tường là bắp lắm nè cả nhà. Con cá bự rồi,
cho bự để giáp dĩa luôn. Cái rãnh này cả nhà. Con tàu để vô là nó chín nè. Chan một ít nước vô. Mình sẽ rắc thêm một ít đậu phộng nha. Rồi bữa cơm gia đình tao đã chuẩn bị xong, tao mãi nhà ăn cơm cùng gia đình nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mà cả nhà dùng cơm nha. Thôi mà bà nội cha mẹ u chứ ăn cơm. Đổi lại. Để. Lại đổi. Đổi lại cho tiệc mà. Nào nó cũng vậy nè, bà nội với bà Út cũng vậy nè. Đổi đi con, đổi cho nó tiệc mà. Mày bị Út dọn đũa nè, trong đâu chứ. Cái lạnh bự này Út. Cá chắc béo gì lắm. Mà cả nhà nghe, ăn cá dảnh chân tường cả nhà. Cá bự quá. Thịt nó béo. Cái cá này mình để riêng rồi, cái nước chấm mình để riêng đó nha. Này bé Út, mình cho miếng nè. Miếng cá nè. Ăn kỹ chân tường nha. Chấm dao trước cho. Chấm dao. Đánh rau muống. Wow. Mời cả nhà ăn rau muống luộc chấm nha. Chấm cá chiên tương. Trời hơi dính nè. Cũng tàu ngon nè. Thích nè. Béo thích lắm không? Bên đây mày nhóc luôn nè. Giống như hủ tiếu. Bỏ ở đây cho nó ăn. Này con. Này bé thích cái này. Bà nội miếng bắp chuối chấm cá chiên tương nha. Lâu con không ăn bắp chuối luộc. Mẹ cũng thích nữa. Chấm bắp chuối. Cá tươi mới bắt về làm gì ăn cũng ngon nha nhà. Cá linh béo hơi xương chút xíu. Bắp chuối luộc ở đâu còn chát nữa ha. Con da nó mủ ngon ngọt. Bắp chuối rồi cũng luộc không? Luộc rồi cũng dắt. Chứ không phải để miếng miếng như mình nha. Dắt cho khô. Rồi cái tương kho dừa. Tương kho dừa cái chấm. Bữa cơm gia đình Nguyệt cũng đã xong. Nguyệt xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay gia đình Nguyệt nha. Nguyệt xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Nhà Nguyệt chào cả nhà. Con chào cô chú.